Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước vừa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc rượu khiến một người tử vong, ba người hiện đang phải cấp cứu. Nhóm người này trước đó đã uống 6 chai rượu pha sẵn tại một nhà hàng. Theo đó, tối ngày 12 tháng 7, một gia đình ba người gồm người bố 40 tuổi, người mẹ 37 tuổi và người con trai 16 tuổi ngủ tại xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp đã cùng với một số người khác tổ chức nhậu tại một cửa hàng ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Tại đây thì cả nhóm đã uống hết 6 chai rượu, mỗi chai khoảng 500 ml một loại rượu được pha sẵn có dán nhãn hiệu riêng. Sau khi tàn tiệc, người bố 40 tuổi có dấu hiệu mệt mỏi nên nằm nghỉ tại nơi nhậu. Và đến tối ngày hôm sau, người này bắt đầu có biểu hiện hoa mắt chóng mặt, nghi bị ngộ độc rượu. Khi gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc dạng sáng ngày 14 tháng 7. Ba người còn lại cũng có những triệu chứng nghi ngộ độc rượu giống như nạn nhân. Cả ba người hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh đại diện bệnh viện cho biết ba bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng sau quá trình lọc máu và điều trị đã qua cơn nguy kịch